dập đầu chống lại, xin phụ tương thứ tha. Vợ trôi chồng đạp mạng giữa triều ca, đôi chân quá cũng gì chung yêu. Ai đó tướng công ơi, thiếp xin chàng thấu hiểu, mà tha tội bồi môi
chơi nhau suốt đời không đôi trời như cánh quyền ngương mãi mãi bên. Tệ bạc với tím, cơ gì mà tím trối chồng giao cho giặc, thà để giặc giết tôi mà tôi không đau. Hà cơ gì mà trối chồng giao cho giặc, hay cho tạm quê đàn, đổi cho tạm quê đàn. Một cõi đi về trắng ngỡ thù
nói là lỗi như thế. Dù sao thọ này đâu nỡ hẹp lòng trước lúc cảnh biệt ly. Dù sao, dù sao con tình chồng nghĩa vợ. Uống, ta sẽ uống, uống, uống để cho ta quê đàn nàng già. Giờ chia tay quê đàn chớ bi ai, yêu đương có mong gì số chia tay đến nào.
điều phụng sanh dân chiêu thùa huyết thai đào, chém đầu phạm nhân gieo tóc tàn dân quan thang. Tâm mi gian gì không hầu khanh tướng, làm thân trai mà trung trắng ngay, giờ khai đao tổng huyết ra tay. Ừ, hai ta! Yeah! Cảm ơn các bạn phụ diễn ạ. Một lần nữa thì cho Ngọc Lan được dày lời cảm ơn đến tất cả quý vị đã có mặt trong buổi live show 35 năm của Ngọc Lan. Thật sự và nói là trong nghệ thuật 35 năm thì đã trải ra biết bao nhiêu là thăng trầm. Nhưng mà đối với Ngọc Lan đó là một cái sự đam mê và đôi khi nó cũng có những lúc buồn vui, nhưng mà với Ngọc Lan đó là động lực để mà Ngọc Lan vượt qua tất cả để mà truyền trao cho thế hệ sau này. Thì nhân dịp đây, Ngọc Lan không có nói dài dòng. Trước nhất là Ngọc Lan muốn cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã đồng hành với Ngọc Lan trong suốt 30 năm ở nước Úc này. Thì nhân dịp đây thì Ngọc Lan cũng xin cảm ơn hai chị ruột của Ngọc Lan, chị Năm và chị Bảy, đã luôn ủng hộ em trong suốt 30 năm. Mặc dù là đôi khi cuộc sống nó cũng có rất là nhiều thăng trầm, nhưng mà các chế cũng luôn ủng hộ em. Đôi khi mấy chế cũng giận, mấy nói chế nói là em đam mê quá, không có lo, coi như là bỏ phế được nhiều quá trong cái nghệ thuật này. Nhưng mà em rất là thương hai chế là đồng hành trong em trong suốt 30 năm, ủng hộ tinh thần lúc nào hai chế cũng bên cạnh em. Và nhân dịp đây, Ngọc Lan cũng xin cảm ơn anh Quang Châu, người bạn diễn trên sân khấu Ngọc Lan trong suốt 35 năm, 30 năm ở nước Úc này. Lần đầu tiên Ngọc Lan đặt chân qua Úc, anh Quang Châu là người bạn diễn đầu tiên của Ngọc Lan. Trong live show này, em xin gửi lời cảm ơn anh. Anh là một người... Một người anh, một người tình trên sân khấu. Anh đã cùng với Ngọc Lan là coi như là truyền dạy và từ hồi tháng 1 tới giờ. Cái lời sơ Ngọc Lan là anh Quang Châu làm bỏ công sức rất là nhiều cùng với Ngọc Lan để dạy cho mấy đứa học trò. Học trò của chị, của anh Quang Châu nha, học trò của Ngọc Lan. Thì nhân dịp đây em cũng cảm ơn anh rất là nhiều. Anh đã bỏ công rất là nhiều đối với em. Và thêm một người bạn nữa, một người bạn trong nghề nữa, đó là anh nghệ sĩ Hoàng Minh Dương. Anh ở Việt Nam, mỗi năm đều qua đây dự dỗ tổ cùng với Ngọc Lan, cũng truyền dạy lại cho tất cả các em. Các em cũng còn mới mẻ quá, nhưng mà nếu mà có cái gì điều gì không có gì sơ xuất thì mong quý vị bỏ qua cho. Tại vì các em không phải là trong nghề. Cho nên là có những cái gì trong cái đêm diễn hôm nay có cái những cái gì các em không được tốt đó, thì Ngọc Lan cũng rất là mong quý vị thương Ngọc Lan mà bỏ qua cho, để các em sau này thêm những cái kinh nghiệm mà học hỏi hơn nữa. Và Ngọc Lan cũng xin cảm ơn ban nhạc, cảm ơn người bạn đời của Ngọc Lan, nhạc sĩ Quốc Khôi, anh Sáu Thuận. Và Sáu Khôi là guitar, là người bạn đời của Ngọc Lan, và con trai của Ngọc Lan, Tâm Quỳnh, keyboard. Và cảm ơn tất cả các ekip trong đêm diễn hôm nay. Chị rất cảm ơn các em rất nhiều, cảm ơn các em học trò cũng như là tất cả
tất cả nếu mà Ngọc Lan có gì sơ sót mong quý vị bỏ qua cho. Và quý vị một lời cảm ơn sâu sắc đến quý vị khán giả rất nhiều ạ. À.